Sở Công Thương kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung giấy đi đường cho ngành phân phối nhằm đẩy mạnh cung ứng hàng hóa cho người dân. 20.000 giấy đi đường được cấp bổ sung, dự kiến 100% nhân viên trong ngành phân phối sẽ được cấp giấy đi đường để giao hàng. Với số lượng đơn hàng online đang tồn động và lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh, các siêu thị hiện chỉ giao được chưa tới 25% nhu cầu của người dân. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện Trung Quốc dừng nhập khẩu chuối nên một số tỉnh đang xảy ra hiện tượng ùn ứ. Tại Lào Cai, chỉ trong vòng một tuần, người dân đã phải đổ bỏ hơn 150 tấn chuối chín, thiệt hại hơn 600 triệu đồng, tác đầu ra cho hơn 2.000 tấn dự kiến thu hoạch trong tháng 9 và 17.500 tấn từ nay đến cuối năm. Tại Lai Châu, khoảng 3.000 tấn chuối không tiêu thụ được, trong khi sản lượng dự kiến thu hoạch trong tháng 9 của tỉnh là 4.000 tấn chuối đang ùn ứ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Bộ Công thương đàm phán với phía Trung Quốc để tháo gỡ cho lưu thông nông sản. Từ mùng 1 tháng 9, mỗi bình ga loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tăng 2.500 đồng lên 419.500 đồng. Giá này đã bao gồm thuế VAT khi mua tại các điểm bán lẻ. Theo công ty Sài Gòn Petro, nguyên nhân giá ga tháng 9 tăng là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt 665 đô la Mỹ một tấn, tăng 7,5 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Đây là tháng thứ tư liên tiếp giá ga duy trì xu hướng tăng. Từ tháng 6 đến tháng 9, giá ga đã tăng 4.875 đồng một kg, tương đương mức tăng 58.500 đồng một bình 12 kg. Hiện giá ga trong nước phụ thuộc vào diễn biến của thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 8 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,51% so với tháng 12 năm 2020 và tăng 2,82% so với tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm, CPI tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Trong mức tăng 0,25% của CPI tháng 8 so với tháng trước đó, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 4 nhóm hàng có chỉ số giá giảm và 3 nhóm giữ giá ổn định. Lạm phát cơ bản tháng 8 giảm 0,02% so với tháng trước nhưng tăng 0,98% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm nay đã tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Tổng cục thống kê, trong 8 tháng đầu năm, khoảng 85.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tính trung bình, mỗi tháng có khoảng 10.680 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó bao gồm 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước, 30.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng 24,5% và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 17,8%. Hiện nay, một số doanh nghiệp niêm yết đã cắt giảm tỷ lệ cổ tức hoặc kéo dài thời gian chi trả cho cổ đông. Công ty Thế giới Di động, mã MVKG, giảm tỷ lệ cổ tức tiền mặt một nửa so với nghị quyết hội đồng quản trị công bố vào tháng 7. Trong khi đó, một số công ty lại kéo dài thời gian chi trả đã khá lâu. Công ty HCD điều chỉnh thời gian trả cổ tức đợt 2 từ năm 2017 lần thứ 5 đến tận ngày 30 tháng 9 năm 2021. Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí mã PVE gia hạn thời gian chi trả của tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% đến tận cuối năm 2020 và đây là lần điều chỉnh thứ bảy kể từ ngày thông báo chia cổ tức từ năm 2016. Lý do các doanh nghiệp đưa ra là vì dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp và kéo dài. Giá vàng thế giới giao ngay đã tăng qua mốc 1.800 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 24,2 đô la Mỹ so với phiên trước và là mức cao nhất từ cuối tháng 8 đến nay. Trái ngược với diễn biến thế giới, thị trường vàng trong nước lại không ghi nhận mức giá tăng đột biến. Giá vàng miếng tại Doji đi ngang vùng trên 57 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn biến động nhẹ quanh vùng 57,85 triệu đồng. Hiện Doji niêm yết tranh lệch giá mua bán vàng ở mức 1,6 triệu đồng một lượng, khiến người mua vàng thời điểm này đều chịu thua lỗ. Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 50,2 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra khoảng 7 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 4 đợt dịch, số lượng giao dịch bất động sản giảm mạnh trên tất cả phân khúc giá. Mức độ chênh lệch giữa giá nhà mặt tiền và giá nhà hẻm tại các quận trung tâm cao hơn so với tại các quận xa trung tâm phân khúc bất động sản được giao dịch nhiều nhất nằm trong tầm giá 3 đến 5 tỷ đồng, chiếm đến 34% tổng số các giao dịch trên thị trường. Người mua chỉ cần có 40 đến 50%, khoảng 1,2 đến 2 tỷ đồng tiền mặt thì đã có thể tiến hành mua. Giá trị tài sản càng cao, tính thanh khoản của bất động sản càng thấp và việc thương lượng giữa người mua và người bán sẽ diễn ra lâu hơn. Theo hãng tin CNBC, chậm trễ trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có thể khiến các nền kinh tế thế giới mất hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam, chịu phần lớn thiệt hại do việc triển khai tiêm chủng không đồng đều. Theo dự báo, những quốc gia không thể tiêm chủng cho 60% dân số sẽ mất 2.300 tỷ đô la Mỹ từ năm 2022 đến năm 2025. Các quốc gia mới nổi sẽ gánh chịu khoảng 2 phần 3 thiệt hại, làm gia tăng khoảng cách với những nước phát triển. Châu Á sẽ là châu lục bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với thiệt hại kinh tế dự kiến lên tới 1.700 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1,3% GDP dự báo của khu vực. Công ty phân tích SSI gần đây đã hạ dự báo lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2021. Lợi nhuận của Vietcombank được dự báo sụt giảm mạnh do các biện pháp giãn cách xã hội tại các tỉnh phía Nam có thể sẽ kéo dài hơn cùng với gói vay ưu đãi thứ 8 sẽ hình thành tỷ lệ nợ xấu mới. Vietinbank công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021 giảm mạnh so với dự kiến, chỉ đạt 2.800 tỷ đồng, giảm 37,8% so với cùng kỳ. Vietinbank bị hạ dự báo lợi nhuận do triển khai các gói hỗ trợ tín dụng mới và giảm thu nhập từ phí để hỗ trợ khách hàng. Vietinbank có thể mất 2.000 tỷ đồng thu nhập lãi cho 6 tháng đầu năm 2021. Hiện nay, ngân hàng không giữ được mức tăng lợi nhuận. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng được hoãn trả nợ với khách hàng ở vùng giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Đối với khoản vay của khách hàng, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức tín dụng được hoãn trả nợ đến hết 15 ngày sau ngày công bố chấm dứt thực hiện chỉ thị 16, trừ trường hợp khách hàng tự nguyện trả nợ thông qua các hình thức như chuyển khoản, nộp tiền vào tài khoản tài khoản khách hàng có đủ số dư để thu nợ. Đồng thời, các khoản nợ được hoãn sẽ được giữ nguyên nhóm nợ khi khách hàng trả đầy đủ nợ gốc, lãi hoặc được gia hạn cơ cấu nợ trong vòng 15 ngày kể từ ngày chấm dứt thực hiện chỉ thị 16.